Rồi, xin chào các bạn đang quay trở lại với cái video ngày hôm nay của mình nha. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm mà hôm nay mình vừa mới đi mua. Hôm nay nói bạn nghe này, mua đời mới tinh luôn, chứ không có mua đồ ve chai nữa để đập hộp. Chứ không thôi đập hộp mà đập hộp đồ ve chai thì nhiều bạn chửi mình quá. Cho nên là thôi, hôm nay đập hộp đồ mới đi. Hôm nay cắn răng cắn cỏ chịu khó bỏ tiền túi ra nhiều nhiều xíu đi mua cái đồ mới về đập hộp nha. Hả? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ các bạn một cái món đồ, đó là một cái cạc wifi, một cái cạc wifi hiệu D-Link này. Đấy, cạc wifi hiệu D-Link mới tinh luôn, mình vừa mới mua. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp ra cho các bạn coi thử xem là cái cạc này nó như thế nào nha. Rồi thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái cạc này như thế nào thôi. Còn cái về cái phần mà lắp ráp cũng như cài đặt rồi test tốc độ thì có thể chắc mình sẽ làm cái video khác. Chứ thôi làm nó dài dòng quá thì các bạn xem thì các bạn cũng không có thích đâu. Rồi ok, bây giờ mời các bạn cùng xem thử nha. Rồi, đây là cái món hàng mình mới mua về từ cửa hàng Phong Vũ. Chỗ này mình hay mua lắm các bạn ơi. Mình không có quảng cáo với Phong Vũ đâu. Nhiều bạn cứ nói mình là cha này chắc Phong Vũ nó tài trợ hay sao quảng cáo Phong Vũ hoài à. Không, mình không có quảng cáo Phong Vũ mà Phong Vũ chả có tài trợ cho mình hết á. Tiền đắt xách ra miếng luôn, cứ mang tiền xuống quăng ra thì người ta đưa hàng cho thôi, chứ không có tài trợ hay quảng cáo gì hết. Rồi, giờ mình lấy đồ ra nha. Đây là các bạn, đây là cái cạc wifi hiệu D-Link. À, hiệu D-Link nha các bạn nha. Một cái nhãn hàng của Hàn Quốc. Hãng D-Link là hãng của Hàn Quốc các bạn ạ. Xài khá là ok. Đây, mặt trước mặt sau. Đấy. Có cái tem gì đây? À, có cái tem bảo hành của Viscom. Đấy, Viscom. Đổi mới 100% trong vòng 2 năm. Đã dữ ta. Lần đầu tiên biết này luôn đấy các bạn ơi. Thật luôn. Tại toàn xài hàng ve chai đâu xài hàng mới bây giờ đâu mà biết. Nay mới được mua hàng mới lần đầu tiên nên mới biết. Quá đã luôn. Đấy, đây là những cái thông tin của cái cạc này. Thì cái cạc này là nó là chuẩn N, có tốc độ là 300M các bạn nhé. Tốc độ là 300M. Đó. Nó là cạc PCIe Red X1. Đấy, hỗ trợ Windows 10 này các bạn. Và cạc này là cạc mới cho nên là hỗ trợ Windows 10 luôn. Đấy. Rồi, ok. Mặt trước mặt sau của cái hộp như thế này. Cho các bạn xem sơ sơ cái này đi. Đấy, để nếu các bạn có nhu cầu muốn mua thì các bạn cũng biết được mặt mũi của cái cạc này nó như thế nào nhé. Đấy. Những cái thông tin của nó như thế này. À, cạc này nó cũng được lắp ráp ở bên chỗ ăn hàng xóm luôn. Đấy, bên nhà ăn hàng xóm. Đấy, đề linh to. Rồi, mở đây. Dài dòng liên thuyền quá. Lại bị chửi mệt lắm. Rồi, mở hộp này các bạn. Trong hộp có cái gì? Rồi. Hết rồi nha, trong này hết rồi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta có một cái đĩa. Cái đĩa này là cái đĩa driver các bạn ạ. Cái đĩa driver của cái cạc này. Cạc này nó có tên là Wireless N300 PCIe Red Desktop Adapter D-Link. Nó có cái mã này này. Cái mã của cạc là DWA548. Thì cái đĩa này là cái đĩa driver. Các bạn chỉ cần cho đĩa này vào cài là nó sẽ nhận được cái cạc và xài thôi. Còn nếu các bạn mất cái đĩa này thì các bạn lên Google, các bạn search D-Link DWA548. Nó sẽ đưa các bạn vào cái trang chủ của hãng D-Link, các bạn download driver và các bạn cài là ok. Đấy. Rồi, sách hướng dẫn sử dụng. Đấy, warranty safety information, đấy. Ok, rồi. À, cái này nó là cái giấy chính sách bảo hành chứ quên. Rồi, đây mới là hướng dẫn sử dụng này, đây mới là install guide này. Đấy. Rồi, bật đây. Đây, đây là cái hộp của nó đây. Nhân vật chính chúng ta đây là cái cạc. Rồi, để đây nha. Ở đây nó sẽ có một cái bát để chúng ta gắn cạc vô này. Rồi, có hai cái râu. Cạc này, cái phiên bản này nó có hai cái râu các bạn ạ. Phiên bản này nó có hai cái râu. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái râu thế này. Đấy, rồi, hết rồi. Đóng hộp cũng nhìn cũng khá đẹp đó nhỉ. Nhìn cũng khá hay. Rồi, vứt ra đây đi. Trên cái râu này nó có ghi cái tên hiệu luôn này các bạn. Ghi tên hiệu D-Link ở đây này. Nó có chữ D-Link ở đây này. Đấy bạn thấy không? Đấy. Rất là đẹp. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái cạc ra cho bạn coi nhé. Đây.
Cái điều đầu tiên mà mình nhìn vô cái cạc này mình rất là khoái, bởi vì các bạn biết sao, nó làm cái bộ tản nhiệt đây này rất là to và hầm hố. Mặc dù nó là cái cạc giá rẻ, tiết lộ các bạn là cái cạc này nó có giá là 330 ngàn các bạn nhé, 330 ngàn khi mà phong vụ bán ra. Còn nếu mà các bạn mà biết chỗ mua thì mình nghĩ chắc không tới đâu. Các bạn mua những cái chỗ mà cửa hàng lớn á, chỗ mà bán sỉ, nhà phân phối chính thức á, chắc người ta bán chỉ khoảng cỡ 200 mấy 300 ngàn là cùng. Còn này qua tay Phong Vũ thì bán tới 330 ngàn. Đấy. Đây là những cái thông tin của cạc này, cạc wireless N 300 300 PCI Express Adapter, đây là cái mã của nó. Đấy, cạc của D-Link. Đấy, bạn nhìn không? Cạc nhìn rất là khôn. Mình nói thẳng một từ là rất là khôn, nhìn rất là hầm hố. Mình rất là khoái. Tại vì nhìn này, cái cục tản nhiệt này của nó làm cục tản nhiệt nhìn rất là chất lượng luôn. Nó không giống như cái cạc hồi trước của mình. Đấy, đây phía sau này, nó có cái đèn báo hiệu là đã kết nối được này. Tên cạc rồi có hai cái râu. Đây phía sau cạc này. Đây tem bảo hành của Phong Vũ. Đấy, hôm nay mình mới mua luôn ngày 24 à, ngày 25, ngày 25 tháng 8. Đấy, bảo hành 24 tháng này các bạn, bảo hành 2 năm luôn. Đấy, rất là sướng. Bảo hành 2 năm. Đấy. Rồi. Thì hai cái râu này các bạn chỉ việc bắt hai râu này vào đây thôi là xong. Đấy, vặn hai cái râu này vào. Vặn hai cái râu này vào. Đấy, rồi. Để cái máy bắt gắn vô cái men bo các bạn thôi là xong. Đây. Đấy, có hai râu à. Đấy. Bảo đảm bao sóng ngon luôn. Tại vì hai râu mà nhìn rất là ok. Còn cái bát này là để ví dụ như cái bát này của bạn mà mất đi, hoặc là các bạn mà muốn gắn vào những cái cây mà cái cây một loại nhỏ, những cái máy máy bàn mà thuộc dạng máy bộ giống như là máy HP hay máy Dell mà cái máy mỏng mỏng này nè, máy nằm á, thì bạn có thể dùng cái miếng này, cái rắc này để bạn cắm vào. Đó, hoặc là gắm vào những cái máy server cũng được. Đó, nó xài cái rắc ngắn như này. Cái rắc này rắc dài để người ta cắm vào cái cây tiêu chuẩn ha. Cái cây tiêu chuẩn mà người dùng cá nhân hay xài đó, còn cái cây này thì ngắn hơn này. Đấy. Rồi. Đây là cái máy mới nha. Thì ở đây ấy, mình cho các bạn coi là mình đây là cạc cũ của mình nè các bạn. Đây các bạn nhìn này. Cạc cũ của mình là hiệu TP-Link. Thì cạc này ấy, hồi trước mình cũng mua Phong Vũ luôn, bạn nhìn này. Đấy. Thì mình mua cái cạc này cách đây cũng lâu rồi. Bạn nhìn này. Ngày xưa mua thì cái bọc nó to chà bá rồi này. Chỉ ở bọc chút xíu à. Không biết sao Phong Vũ tiết kiệm thì ớn luôn. Đấy. À, thấy không? Rồi. Đây là cái hộp của phiên bản cũ của mình đây. Thì bạn nhìn này. Đây là hộp của phiên bản cũ của mình, TP-Link. Đó. Số 1 thế giới. Thì cái cạc cũ này của mình cái tốc độ nó được có 150 rồi các bạn ơi, được có 150 rồi. 150 m này. Đó. Thằng này thì nó chỉ hỗ trợ là cái Windows 8 thôi, lên tới Windows 8, mặc dù là Windows 10 chúng ta vẫn xài được. Nhưng mà cái bản này mà nó thiết kế ra là thiết kế cho Windows 8. Đây là cái mã của nó đây. Thì mới ban đầu mình tính mua cái TP-Link giống như này luôn, mà cái mã về sau nó là thay vì cái này là 781 thì nó có cái mã về sau là 881. Nó cũng có hai râu và tốc độ của nó cũng 300 m. Nhưng mà xui cái nó hết hàng. Xui cái hết hàng cho nên là mình thấy cái thằng D-Link này nó ok quá, cái mình mua luôn. Thì các bạn nhìn nè. Đấy, thằng này. Đó. Đài đài đài. D-Link. Đấy các bạn nhìn này, hai cái này. Các bạn nhìn cái D-Link nhìn nó hầm hố hơn đúng không? Nhìn nó hầm hố hơn nhiều. Thực ra cái cạc TP-Link này mà 300 m á, các bạn nhìn nó cũng nhỏ giống như cái cạc này thôi, không khác gì, nó chỉ có thêm một cái râu nữa là hai râu và tốc độ nó tăng lên thành 300 m. Còn cái cạc TP-Link, cạc D-Link này bạn nhìn này, nhìn cái cục tản nhiệt của nó này. Nhìn nó to hơn rất là nhiều ha. Này, đấy. Hầm hố hơn rất là nhiều. Đấy. Cạc này mình mua Phong Vũ luôn. Để coi lại cái thời gian mua coi. Cạc này bảo hành 24 tháng nè, mua 2015 các bạn ơi. 2015. Bây giờ 2018 là 3 năm rồi. Tháng mua mấy đây? Hình như cùng tháng luôn hay sao á. À, mình coi thử coi. Mua tháng 9. Cạc này thì mua tháng 9. À, cạc mua tháng 9, còn cạc này thì tháng 8. Đấy, hơn nhau 1 tháng. Coi như là gần được 3 năm rồi, còn 1 tháng là 3 năm rồi. Đấy. Nâng cấp đến cạc này.
Rồi ok, thì cái video này mình muốn chia sẻ các bạn những cái thông tin về cái card này như thế này. Thì hy vọng rằng sẽ có cái thông tin để giúp cho các bạn có thể là nắm bắt được. Các bạn có nhu cầu thì bạn mua bạn xài nhé. Đây này, có hóa đơn đàng hoàng cho bạn coi, không có che giấu nha. Đây các bạn, đây cái card của mình đây, giá 330 ngàn này. Đấy, giá 330 ngàn. Ok, rồi, cảm ơn các bạn nha. Hello các bạn, thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong một cái sản phẩm, đó là cái card wifi của hãng D-Link, một cái card nhìn khá là ngon luôn đấy, với cái tầm giá là cũng khá rẻ luôn nha, khá rẻ. Thì hy vọng rằng cái chia sẻ này của mình một phần nào đó sẽ giúp cho các bạn có được cái thông tin để nếu như các bạn mà có nhu cầu sử dụng á thì các bạn mua về các bạn xài nha. Thì theo như mình thì những cái máy tính bàn bây giờ nếu như các bạn mà xài internet á, mà các bạn có nhu cầu thì các bạn cũng nên mua những cái card thế này, các bạn xài thì nó đỡ mất công phải cắm dây dợ lằng nhằng, xài nó thoải mái hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.